Mình chào gia đình Thành Nguyên này, nhiều sức khỏe thì để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi trước tiên anh cho Thành Nguyên biết là họ tên anh là gì? Tôi tên là Trần Danh Thêm. Trần Danh Thêm. Đúng rồi. À vâng. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì anh Trần Danh Thêm đó là chiều ngày hôm nay có gọi cho Thành Nguyên, báo cho Thành Nguyên rằng là có một cái trường hợp của anh Vũ Xuân Chiếm sinh 1979, mà mấy ngày vừa qua thì anh có lên là tìm anh trai là anh Vũ Xuân Tử sinh 1975. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2016 đó, thì anh Vũ Xuân Tử có đi lên Hà Nội làm và không hiểu lý do vì sao mà bỏ cái cửa hàng ở đó và đi trong đêm đấy, mất tích mà không có rõ nguyên nhân. Thì ngày hôm nay thì anh Trần Danh Thêm có thông tin cho Thành Nguyên rằng là trước đây anh có gặp một người anh nghi ngờ là anh Vũ Xuân Tử này. Dạ, nhưng mà cái thời điểm đó là năm 2019 hay là 2020 anh? Tháng 9 2020. Tháng 9 2020. Ồ, như vậy là Đúng tính rồi, ra được 3, gần 3 năm rồi. đúng rồi, 3 năm rồi đấy. Vâng, cái câu chuyện đó trước đây anh kể lại cho em xíu nào, mặc dù em vẫn biết là cái khoảng thời gian đó khá là lâu, nhưng mà biết đâu đó bây giờ có cái manh mối nào đó ở cái khu vực đó, rồi cô chú anh chị biết được người ta báo đó. Vợ chồng của tôi thì là vẫn bán nước, bán bánh mì là ở ngoài khu công nghiệp Quế Võ 2 đấy, thì vẫn bán hàng năm ở đấy. Thì hôm đấy là 8 giờ hoặc hơn 8 giờ một tí Vâng. là thấy anh ấy xách một cái túi dứa, túi dứa nó có quai, thế mới định có cái đoạn tre nó độ hơn 1 mét này là anh ấy để vào đây anh ấy gánh cái thế này này đấy. Thì anh ấy vào thì là anh ấy thấy tôi để cái điếu cày ở đấy, thì là anh ấy vào là anh ngồi xuống là anh lấy thuốc là anh hút luôn, chứ anh cũng không hỏi han gì. Thì bây giờ thì tôi vẫn đang bận bán hàng. Thế xong thì lúc giờ nó có khách thì là nó đợi khách thì là tôi mới lại để cái bàn với cái điếu ra sườn đấy, thì để đằng trước thì để. Thì là tôi bảo anh là đây, ngồi dưới đây, ông ngồi dưới đây mà hút, thì đằng trước thì để tôi còn bán hàng. Thế thì anh ngồi với anh hút mấy điếu liền ấy. Thế thì tôi mới hỏi tôi, thế thì ông đi đâu mà ông ấy, sáng sớm tầm này ông lại đi bộ về đây? Là anh ấy đi bộ từ Bắc Ninh xuống đấy, đi bộ thì là từ Bắc Ninh xuống khu công nghiệp Quế Võ 2 ấy, thì là con đường đấy là con đường 18 đấy, con đường 18 mà nó chạy đi Quảng Ninh ấy đấy. Thế thì anh ấy không trả lời, thì anh ấy ngồi uống nữa, anh ấy hút thuốc. Thì là tôi mới bảo đúng thế thì ra ông đi đây về đâu? Thế ông bảo đúng thế cái đường này thì là đường nào? Thế bảo đúng là đường đấy là đi Quảng Ninh đấy, đi Quảng Ninh, đi Hải Phòng, đi Hải Phòng cũng được mà đi Quảng Ninh cũng được. Thế anh đi đâu mà anh được hỏi đường? Thế thì ông không bảo ông đi đâu hết đấy, ông không bảo ông đi đâu hết. Thế thì tôi bảo ông này khả năng là lạc rồi. Thế thì ông ấy, tôi mới bảo là thế có số điện thoại thì tôi điện giúp cho gia đình. Thế thì ông cũng không bảo là ông có, mà cũng không bảo không, ông không bảo gì hết. Thế thì ông ngồi đi được khoảng 1 tiếng đồng hồ ấy. Thế thì tôi mới bảo rằng về đây anh có khát nước thì tôi cho chai nước lọc mà uống. Thế thì ông ngồi ông ấy hút thuốc lào mà ông uống nước lọc. Thế thì tôi cũng ngồi ở đấy, xong rồi tôi bảo rằng thế có đói thì tôi cho cái bánh mì. Thế thì ông cũng không bảo là ông đói mà ông đưa cho ông thì ông ăn, cho ông cũng không xin. Đó. Thế thì ông mới hỏi tôi rằng là thế và Bắc Giang nó ở chỗ nào đấy, ông hỏi hỏi tôi trùng không là Bắc Giang là chỗ nào. Thế thì tôi cũng bảo rằng là Bắc Giang thì nếu mà ông đi Bắc Giang thì bây giờ ông lại phải đi ngược lại về đường Bắc Ninh ấy, thì sau ông mới ra đường Bắc Giang được đấy.
Thế cả mà ông mà có số điện thoại thì là tôi điện thì là người nhà nhà ông ấy xuống đón cho. Thế ông có phải ông ở Bắc Giang không? Thế nhưng ông cũng không bảo ông ở Bắc Giang. Ông chỉ hỏi là Bắc Giang đi đường nào nữa. Đấy. Thế thì ông đấy là ông gậy hai cái răng đúng này này. Gậy hai răng Đấy. cửa. Đúng rồi, gậy hai cái răng cửa ở ở bên này này. Rồi rồi anh thấy cái lần đó thì anh thấy dáng dấp người rồi tóc tai này kia kia nọ thì anh thấy giống như cái tấm hình mà Thánh Nguyên đăng lên không? Tóc tai thì ông ấy cắt cũng gọn rồi chứ ông ấy cắt cũng gọn cũng gần như tôi đây này Vâng. đấy. Thế nhưng mà ăn mặc thì là quần áo lao động thôi, nó cũng nó không được sạch nhưng mà nó cũng không bẩn quá đấy. Thế thì tôi mới khi thì ông ấy mới chuẩn bị đi ấy, thì là tôi mới đi bảo rằng là thế đây tôi cho chai nước nước trà xanh cũng đổ ấy. Thì là tôi ông cũng chẳng bảo là ông xin, thì là tôi mới vạch cái túi ra tôi đưa cho, tôi để vào cho. Thì trong cái túi thì chỉ có một bộ quần áo lao động thôi chứ còn không có gì hết đấy, đúng một bộ quần áo lao động đấy. Thế thì xong ông lại còn ngồi ông đi kiếm cái dây, ông đi đôi dép tổ ong nhưng mà nó bị rách ở hai bên, ông cũng đi kiếm cái dây ông buộc nó vào đấy. Thế thì theo như tôi thì ông này mà để mà tôi xem sáng anh lên trên cộng đồng mạng anh tìm ấy thì là phải đấy chứ không sai được đâu. Bởi vì là ông đấy thì bây giờ thì lúc bây giờ tôi gặp thì tôi cũng đoán đoán ông khoảng độ 50 tuổi đấy, Vâng. Rồi anh danh cho Thành Nguyên thì hỏi nó là đoán khoảng độ 50 tuổi. anh danh cho Thành Nguyên hỏi là địa chỉ của anh ở đâu ạ? Địa chỉ của tôi à, địa chỉ của tôi là thôn Cầu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh. đấy. Đúng rồi, Và cái khi cái người đàn ông đó đi qua chỗ anh là bán hàng quán đúng không anh? đúng rồi, bán hàng mà sáng ra ra bán cho công nhân ở ở khu công nghiệp Quế Võ 2 ấy, thì tôi chỉ bán từ từ 6 giờ đến 8 rưỡi là nhà tôi nghỉ thôi Vậy đó ha. thì đấy. Nhà thì tôi cái lúc đó là anh này anh đi đúng qua rồi là anh tự vào hút thuốc rồi tự vào ấy vậy thôi chứ mình cũng không có mời hay không, là gì hết. không mời nhà tôi bán hàng thì tôi cứ để 6 7 cái bàn ghế ra đấy thì có hai bộ điếu cày thì ai ngồi uống nước thì rồi hút thì khỏi phải luân chuyển. Thế thì ông đi được đằng từ đằng Bắc Ninh xuống thì ông thấy có điếu cày là ông xà ngay vào là ông hút đấy, ông xà vào ông hút thì là tôi mới lại muốn dụ cho khách, thì bởi vì là trông ông thì nó cũng không bẩn lắm nhưng mà nó không sạch thì để bán hàng cho công nhân ấy, thì tôi những thanh niên phụ nữ thì nó sạch sẽ thì là tôi lại để cái điếu mới lại để cái bàn ra cho ông ra ra sườn để cho ông hút một mình ở đấy. Như vậy là anh này là anh đi từ cái hướng Bắc Ninh đến Đúng rồi, chỗ anh xong thì lại hỏi đi về hướng Bắc Giang. tôi hỏi ông ấy hỏi tôi là thế cái đường này đi đi đâu đấy. Thế thì tôi bảo đường này là đi Quảng Ninh mới đi Hải Phòng đấy, thì ông ấy mới bảo rằng là thế thế Bắc Giang thì đi đường nào đấy, ông ấy hỏi là Bắc Giang thì đi đường nào. Thì tôi bảo nếu mà ông mà đi Bắc Giang thì ông lại phải đi quay lại, thì ông đi thế thì là ông lạc đường rồi đấy. Thì ông này thì đại khái là lúc bây giờ tôi nhìn thì nó cũng ốm ốm đi nhưng mà nó cũng không ốm lắm đấy, trong người thì vẫn cứng rắn lắm chứ 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 cũng không đến nỗi không đến nỗi khổ quá. Thì tôi thì nghĩ rằng là ông nghĩ là cũng có tí thì tí chắc là tâm thần hay sao thì là ông ấy không nhớ lắm, thì tôi cũng đoán đoán là như vậy đấy. Thì là tôi bảo thì là ông ngồi ông hút thuốc lào có một phải đến 10 điếu ấy, thì xong rồi tôi cũng ngồi ở cái bàn nước này tôi hút thuốc lá, thì tôi để cái bao thuốc lá ra thì khi ông ấy đi thì là ông ấy cầm cái máy lửa cái bao thuốc lá ông đút vào túi ấy. Thế nhưng mà tôi cũng biết là ông khổ thế cho nên tôi không bảo gì, tôi không bảo gì cả.
khả năng thần kinh anh này cũng không được ổn định ấy. Đúng rồi, khả Được. năng là thần kinh không ổn định, bởi vì là nếu hỏi thì cũng có câu thì ông trả lời được, nhưng cũng có câu thì ông lại không trả lời. Vâng. Đấy. Nhưng mà theo anh thêm thì cái đặc điểm mà anh thấy giống nhất ở trong cái tấm ảnh mà Thánh Nguyên đưa lên đó là anh thấy giống nhất ở cái điểm gì? Tôi nhìn nó giống lắm, mà tôi nhìn khả năng là phải phải nói chung là nó không được 100%, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng là anh đấy. Bởi vì Tôi không thể sai được. cái đặc điểm mà dễ nhận dạng nhất đó là có hai cái răng cửa bị gãy. Đúng rồi Yeah. đấy, hai cái răng cửa bị gãy nhá. Tôi bảo ông nhá, tôi còn nhớ như thế này, nó không phải là hai cái răng chính diện này Vâng. đấy, nó chỉ gãy một cái chính diện, nhưng mà cái sườn này Yeah. chứ nó không phải là nó gãy gãy hai cái răng chính diện của đằng trước mình thế này. Vâng, có nghĩa là một răng lớn và một cái răng kế đó. Dạ. Đúng rồi đấy, bởi vì là ông còn ngồi với tôi là phải độ 1 tiếng đồng hồ hoặc hơn 1 tiếng đồng hồ Dạ. đấy, thì ông cứ hỏi tôi. Tôi mới bảo thế thì sao, bởi vì là tôi thấy ông ngồi lâu quá thì là tôi cũng muốn là để hỏi xem ông đi đâu thì bảo ông ấy đi đi để tôi bán hàng đấy. Thế nhưng mà ông bảo tôi là thế, ông thì cũng không bảo là ông đi đâu, à ông bảo ông đi làm À, ông đấy, bảo đi làm. ông bảo là ông đi làm đấy. Dạ. Đầu tiên là tôi hỏi, bảo là thế ông đi đâu mà ông đi xuống đây đấy, Dạ. mà định tầm này ông lại đi bộ xuống đây, thì ông bảo ông đi làm đấy. Vâng. Xong rồi là ông ngồi hút thuốc lào, ông hơi hút hết thuốc lào, thì thuốc lá cái bao thuốc lá với cái máy lửa là tôi để bàn, ông lại lấy ông hút đấy. Ông mỗi thuốc thì là ông lấy ông hút thôi, chứ còn nước ấy thì ông không xin thì là tôi cho. Dạ. Thế mà là vợ tôi bán bánh mì thì là tôi lại cho cái bánh mì, tôi nghĩ ông ấy đói tôi lại cho ông cái bánh mì. Thế còn thì tiền thì tôi cũng không cho, thì nói thật với là như thế, Vâng. tôi chỉ cho nước mới cho bánh mì thôi. Thế thì ngồi chán, ông hút chán trước tê thì ông ấy thì hỏi tôi rằng là ông cũng không hỏi rằng là anh hay là chú là cái đường này đi đâu, ông ấy chỉ hỏi là cái đường này đi, ông ấy chỉ tay là cái đường này đi đi đâu đấy. Tôi mới bảo thế ông đi đâu mà ông hỏi đường thế đấy. Thế thì ông bảo rằng là ông đi Bắc Giang đấy, ông bảo tôi là ông đi Bắc Giang. Thế thì tôi mới bảo rằng là thế, nếu ông đi Bắc Giang thì ông quay lại đấy, còn mà ông đi Quảng Ninh với lại đi Hải Phòng thì ông đi thẳng xuống thế này. Nhưng mà sau Thế đó thì còn anh ấy đi hướng ông đi Bắc Giang, ông đi Bắc Ninh nào đấy, ạ? À, như vậy là thì ông quay lại. ông Ông đi quay lại, quay nhưng lại. ông đi, tôi lại dặn ông này này, nếu mà ông biết đường ấy thì tôi chỉ ông đi tắt thì về Bắc Giang nó gần. Thế nhưng mà ông không biết đường thì thôi ông cứ đi thẳng thế này đấy thì là nó dễ. Chứ còn nếu ông biết đường thì là tôi đi, tôi chỉ ông thì về Bắc Giang thì chỉ có hơn chục cây đấy, nếu là đi tắt thì là để cho ông đi bộ cho nó đỡ ông ấy. Thế nhưng mà tôi thấy cái tình trạng thế thì là ông không thể hỏi thăm mà đi tắt được đấy, thì là tôi mới chỉ cho ông đi thẳng đường đó. Là thì anh cứ lên cộng đồng giúp cho ông ấy tìm lại gia đình, cho nó anh em nhà bố con gia đình anh em nhà ông đoàn tụ cho nó khỏi khổ ông ấy chứ. Em với tôi thì năm 2020 thì ông ấy thì nói chung là nó chỉ có một tí vấn đề đâu, chứ nó chưa đến nỗi lắm đấy. Vâng, thật sự thì cái câu chuyện mà anh Trần Danh Thêm chia sẻ cho Thành Nguyên ngày hôm nay đó thì cũng được mấy năm rồi, nhưng mà biết đâu đó đây cũng là một cái manh mối, bởi vì cũng có thể là cô chú anh chị nào ở cái vùng ở Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó Đúng mà rồi. biết được cái anh này hay là đang cưu mang anh này, thì cũng có thể Đúng đó rồi. là một cái mấu chốt rất là quan trọng, hoặc là có Đúng những rồi. cái cơ sở mà bảo trợ những cái người mà lang thang cơ nhỡ đó, thì Đúng người rồi. ta xem được cái câu chuyện của anh em mình chia sẻ ngày hôm nay thì cũng có thể đó cũng là một cái thông tin anh ha. Đúng rồi.
Vì là tôi nghi ông này là vẫn cu ở Bắc Ninh thì thôi, bởi vì là tôi nghi là như thế. Anh nghĩ là ở Bắc Ninh này thôi. Tôi nghi là vẫn ở Bắc Ninh thì thôi, chứ chưa thể đi ra được khác được, bởi vì là cái khu Bắc Ninh này ấy thì là nó nhiều khu công nghiệp đấy. Nó lại nhiều hàng quán đấy, ông nhiều hàng quán dê đường, bởi vì là hàng quán ở đây nó mở ra nhiều lắm, cho nên là chứ nhà nước là nó cũng chưa thu dẹp nhiều đấy. Cho nên là ông này ông có chỗ là ông có chỗ ông ngồi, ông có chỗ ông ăn, cho nên là tôi nghĩ là ông vẫn ở khu Bắc Ninh này. Vâng, thì mọi thứ vẫn chỉ là cái phán đoán của anh em mình thôi. Vâng, thì cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện anh Trần Dinh thêm chia sẻ cho Thành Viên ngày hôm nay cũng sẽ thêm được một cái manh mối nào đó để cho cô chú ấy, anh chị ở trên cộng đồng mình biết được, thì mình sẽ thông tin hay ha. Rồi, thế thì thôi cũng chia sẻ rộng rãi cho anh em nhà người ta gặp nhau cho nó đỡ khổ. Tôi nghĩ rằng là ông này ông chưa chết được, bởi vì là 2020 thì ông vẫn khỏe lắm, nhìn ông khỏe lắm, ông ấy không béo nữa nhưng mà ông cũng không gầy lắm đấy, Cái ông ấy khỏe và có một hay cái là điểm. ông lãng mạn thì nó cũng không phải lắm đấy đúng chị. Thành Nguyên thấy có một cái điểm mà khá là trùng khớp ở cái chỗ là anh Trần Danh Thêm chia sẻ là anh này đâu đó khoảng 50, mà anh Đúng Vũ Xuân Tử đó thì lại sinh năm 75. Đó thì rồi. về cái độ tuổi ấy, thì nó cũng xem nhau, và có một cái đặc điểm dễ nhận dạng đó là bị gãy hai cái răng cửa. Đúng rồi. Lúc bây giờ tôi gặp là tóc ông cắt như là thằng em trai ông đi đâu. Đấy. Ông này ông làm cho ông không lôi thôi. Đấy, chỉ có cái là phải ông đi về đâu thì ông cũng không không bảo đi vào đâu, ông chỉ bảo là Bắc Giang đi lối nào đấy. Thành Nguyên cũng cảm ơn thông tin của anh Trần Danh Thêm rất nhiều. Thì sau ngày hôm nay có sao đó thì Thành Nguyên đăng tải lên rồi nhờ bà con cô bác ở trên cộng đồng mình cứ khoanh vùng lại cái vùng Bắc Ninh hoặc là Bắc Giang gì đó hay ha. Nếu như ai có thông tin thì cũng cảm ơn đến anh. Nhà Thành Nguyên cũng chúc cho anh Trần Danh Thêm và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha anh nhé. Tôi cũng chúc anh sống lâu trăm tuổi để đi giúp đỡ cho mọi người gặp những điều kiện hoàn cảnh khó khăn như thế. Cảm ơn anh. Rồi, ok anh, rồi có gì thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. Có sao đó thì em sẽ thông tin cho anh hay nhá. Rồi, tôi Rồi, cảm ơn anh. cảm ơn.